tại sao chúng ta phải tin chúa đó là một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra những người đã có một tôn giáo rồi thì cũng đâu cần phải tin theo đạo chúa để làm gì hoặc là có một số người cho rằng cuộc sống này nếu mình ăn ngay ở lành nếu mình sống một cuộc sống mà không vi phạm luật pháp biết cách đối nhân xử thế biết học cách làm người thì cũng đã đủ rồi không cần gì phải tin Chúa Giêsu ừ. một số người khác thì cũng cho rằng Chúa Giêsu hay là đạo của Chúa cũng giống như là các tôn giáo khác mà thôi à, không khác gì những tôn giáo mà chúng ta thấy có mặt ở trên đời này tất cả mọi tôn giáo đều giống nhau và trong những cái sinh hoạt của các tôn giáo thì đôi khi cũng có rất nhiều những cái ràng buộc và nhiều những điều phiền phức cho nên họ không muốn tin Chúa nhưng hôm nay tôi xin thưa với quý vị đây là những cái lý do rất là quan trọng và cần thiết để chúng ta nên tin Chúa. Nếu chúng ta biết những cái lý do này đó thì chúng ta sẽ dễ dàng tin Chúa và mau nếu mà tiếp nhận Chúa mà mau chọn Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời sống mình. À, thưa quý vị, trước nhất thì chúng ta cần phải biết mình là ai và Chúa Giêsu là ai để chúng ta biết là chúng ta có nên tin ngài hay là không à, trong cuộc sống của tôi và quý vị thì chúng ta cần phải biết rằng mình là con người và nếu đến con người đó thì à, có nghĩa là chúng ta là một tạo vật à, chúng ta được cha mẹ chúng ta sinh ra và từ cha mẹ của chúng ta thì chúng ta cũng biết rất rõ là có ông bà tổ tiên của chúng ta và loài người của chúng ta có mặt ở trên mặt đất này không phải là ngẫu nhiên cũng không phải là chỉ có một mình mình nhưng mà có rất nhiều người đã được sinh ra và như vậy thì à, ai là người đã tạo nên loài người của chúng ta cũng như ai là người đã tạo nên muôn loài vạn vật nếu chúng ta biết mình là một con người thì chúng ta cũng nhận rõ rằng chúng ta là một tạo vật một tạo vật như một triết gia nói đó là con người là một tạo vật có hai chân một chân thì đứng ở trong à, cõi hữu hạn và một chân thì đứng ở trong cõi vô hạn, đó là đặc điểm của con người. Con người của chúng ta có hai cái chiều kích, một là cái chiều kích hữu hạn và hai là cái chiều kích vô hạn. Chúng ta có thể trở thành những con người bất tử, vĩnh cửu và chúng ta cũng có thể chỉ sẽ qua đi giống như là muôn vật. Ở trong Thánh Kinh thì có một cái câu rất hay để nói về tình trạng của con người, đó là tất cả con người của chúng ta đó thế gian với sự tham dục của thế gian đều sẽ qua đi nhưng ai làm theo ý muốn của đức chúa trời thì còn lại cho đến đời đời như vậy chúng ta cần phải biết mình là ai mình là con người mình là một tạo vật và một tạo vật lại có thể bị tiêu diệt giống như là cây cỏ giống như là vạn vật và chúng ta cũng có thể trở thành một người sống vĩnh cửu sống đời đời đó là đặc điểm của con người mà chúng ta cần phải biết. Và việc mà chúng ta tin Chúa có nghĩa là chúng ta chọn lượng, chọn lựa cái con đường để sống vĩnh cửu, con đường sự sống. Còn nếu chúng ta không tin Ngài là đáng tạo hóa, là đáng dựng nên chúng ta, là đáng có quyền năng tối cao, thì thưa quý vị, chúng ta đường chọn lựa một cái ngõ cục giống như là các tạo vật khác thế gian với sự tham dục của thế gian tất cả đều sẽ qua đi nhưng mà chỉ có những ai đi theo ý muốn của Chúa thì người đó mới còn lại cho đến đời đời và đó là một lý do mà chúng ta cần phải tin Chúa bởi vì chúng ta biết mình và biết Thiên Chúa mình là một tạo vật một tạo vật được dựng nên và tạo vật đó sẽ à, số phận được quyết định bằng cái việc là chúng ta có chọn lựa tiếp tục đi với đấng tạo hóa hay không nếu chúng ta quay lưng với ngài thì cũng chẳng khác chi một cái bóng đèn một cái thiết bị điện mà nó tách rời khỏi cái nguồn điện vậy thì chắc chắn dầu chúng ta là cái bóng đèn đi nữa thì bóng đèn đó cũng không phát sáng dầu là một cỗ máy đi nữa thì cỗ máy đó cũng không hoạt động được cho nên chúng ta cần phải biết mình là ai và đó là lý do mà chúng ta tin chúa à. một lý do nữa chúng ta cần phải tin chúa là bởi vì chúng ta biết thì Chúa là ai? Chúa là ai? À, thường thì có rất nhiều người cũng mời gọi chúng ta tin. Nhiều tôn giáo cũng mời gọi chúng ta đi vào cái con đường à, tu tập. À, hoặc là chọn lựa những vị đó để mà thờ phượng, để mà tôn vinh, để mà cầu nguyện, à, để mà đi theo cái à, ngón tay chỉ dẫn của họ. Nhưng mà thưa với quý vị, à, Chúa giêsu hoàn toàn khác với tất cả các vị giáo chủ hoàn toàn khác với những con người những hiền triết những người mà chúng ta có thể nói rằng là đã từng là có những cái bản chỉ đường đã từng đã ra những cái hiệu lệnh để hướng dẫn nhân loại đi theo chúa giêsu ngài là thượng đế ngài là đức chúa trời toàn năng kinh thánh nói rằng ban đầu có ngài và ngài là đức chúa trời muôn vật bởi ngài dựng nên chẳng vật chi được làm nên mà không bởi ngài thì nếu chúng ta biết rằng ngài là thượng đế ngài là đấng tối cao ngài là đấng quyền năng cao cả ngài là đấng yêu thương tuyệt đối ngài là chân lý tuyệt đối ngài là đấng tốt lành thì việc chúng ta tin ngài là điều nên là và bởi vì chính Ngài là đấng tạo hóa, bởi vì chính Ngài là đấng có thể quyết định cho cái số phận đời đời của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng theo như đã định loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét. Và đấng phán xét ấy chính là Đức Chúa Trời. Đấng đã đặt cái lương tâm, cái tiêu chuẩn đạo đức đó ở bên trong mỗi con người của chúng ta. Đấng mà nắm quyền cao cả tuyệt đối. Và tất cả những luật pháp đều cũng phải dựa vào những cái nguyên tắc cái sự hướng dẫn cái ánh sáng sự công bằng của ngài nếu chúng ta biết chúng ta là ai và chúa là ai thì đó là lý do mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên tin chúa bởi vì ở trên đời này không ai có thể cứu giúp chúng ta cả nếu đó là con người giàu cho họ là một vị giáo chủ đi nữa thì thưa quý vị họ chẳng qua là một người hiểu biết hơn chúng ta thôi chứ không có quyền năng, không có sống mãi. À, bằng chứng là quý vị có thể nhìn vào rất nhiều những cái tôn giáo, các vị giáo chủ ấy đã chết rồi, họ không còn sống. mặc dầu những cái lời dạy của họ là tốt lành, nhưng mà vị giáo chủ đó không còn sống nữa để mà trợ giúp chúng ta. trong khi đó thì Chúa của chúng ta là đấng phục sinh, là đấng sống. ngài đã đến trần gian cũng giống như những con người chúng ta, nhưng mà Ngài chứng minh rằng Ngài là Thượng Đế qua việc Ngài đã đắc thắng tử thần. Và mỗi năm chúng ta đều có dự cái lễ phục sinh. Đó là lễ để kỷ niệm về sự sống lại của Chúa Giêsu Và mỗi tuần lễ chúng ta có một ngày nghỉ. Ngày đó gọi là ngày Chúa Nhật. Tức là ngày mà Chúa Giêsu đã sống lại. Ngày thứ nhất ở trong tuần lễ. Thì thưa với quý vị. Điều đó để nói lên rằng lý do chúng ta nên tiếng Ngài. Trong khi các giáo chủ khác đều là những người chết đều là những người giống như chúng ta. Mặc dầu có thể họ có những cái lời giải khuyên rất là tốt đẹp, nhưng mà cũng chẳng qua là những lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế thì bản thân họ, họ cũng đã không cứu được chính họ thì làm sao để cứu được người khác. Họ cũng đã chết và họ không còn sống để mà nghe lời cầu xin chúng ta, cũng không còn sống để mà soi sáng để mà dẫn đường. Vì vậy cho nên lý do chúng ta cần phải tin vào Chúa là bởi vì Chúa là đấng sống, Chúa là đấng dẫn đường và Chúa là đấng à, ban sự sống cho chúng ta. Kinh thánh nói rằng ở trong ngài có sự sống và có sự sáng. À, thế giới của chúng ta đương cần sự sáng. Chúng ta cần sự sáng à, vật lý rất là cần. À, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của tất cả những cái nguồn năng lượng à, để có thể cung cấp cho đôi mắt vật lý của chúng ta có thể nhìn thấy được cái thế giới này và chúng ta lại cần cái ánh sáng tâm linh tức là cái ánh sáng mà có thể khơi sáng dẫn chúng ta đi vào chân lý dìu dắt chúng ta để chúng ta bước đi ở trong chánh đạo để đi trong cái con đường ngay thẳng công bằng chánh đáng sáng suốt và ai có thể biết được tất cả mọi sự chỉ có thiên chúa ai có thể biết được rằng loài người chúng ta từ đó mà có rồi trước khi mà vũ trụ này trước khi con người chúng ta được dựng lên thế thì cuộc sống như thế nào à, không ai biết cả và khi chúng ta chết rồi thì thưa với quý vị sau cái chết con người cũng không biết điều gì sẽ xảy ra rất nhiều những cái biến diệm mà có thể nói rằng đối với con người là một ẩn số không bao giờ có thể giải thích được không ai có đủ cái kiến thức sự sáng để mà có thể giải thích cho chúng ta ngoại trừ là thiên chúa bởi vì chính thiên chúa là đấng thấu suốt được tất cả mọi sự tất cả những cái biến diện ở trong thánh kinh có một cái, cái cái sách gọi là cái sách khải thầy khải huyền nó khải là mỏ thầy tức là đen là, hay là huyền là đen à, thưa quý vị à, khi mà à, thông qua sự bày tỏ của thiên chúa thì con người chúng ta có thể biết được những cái sự mầu nhiệm những điều mà con người chúng ta chưa từng biết và cũng chưa có thể nghĩ ra rằng điều đó sẽ diễn ra như thế nào vì nó nằm ở trong tương lai thì thưa với quý vị thiên chúa là đang biết tất cả vì vậy cho nên chúng ta tin vào ngài và chính ngài cũng hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta tin ngài thì chúng ta cũng sẽ được cứu không có một vị giáo chủ nào mà nói với chúng ta rằng người đó có thể cứu chúng ta vị giáo chủ đó chẳng qua chỉ là chỉ đường cho chúng ta chẳng chẳng hạn như là đức phật nói rằng ngón tay ngón tay của ta chỉ mặt trăng nhưng mà ngón tay ta không phải là mặt trăng À, thì các vị giáo chủ cũng chỉ là những cái bản chỉ đường mà thôi. Còn việc mà à, để có thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực, đến thiên đàng đích thực thì thưa quý vị, vị, tất cả những vị đó không thể làm được. Và đó là lý do mà chúng ta nên tin Chúa, bởi vì chính ngài, Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Cho nên dưới à, vòm trời này không có bất cứ một danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Và chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giêsu đến trần gian này. Nếu nói rằng Ngài cứu chúng ta, chúng ta nên tin Ngài. Thì nhiều người trong thời của Chúa Giêsu họ cũng không tin. Và họ chẳng những không tin nhưng mà họ tìm cách để mà chống đối. Và tìm cách để bắt bớ, tìm cách để mà giết hại Chúa nữa. Họ không tin. Nhưng mà khi Chúa đến trần gian này thì khiến cho nhiều người phải tin là bởi vì Ngài có thể khiến kẻ què được đi cái đuôi được thấy, cái căm được nói và ngài kêu cả người chết sống lại thì làm sao không tin được? nhiều phép lạ được xảy ra và rất nhiều những phép lạ đó nhan nhãn khắp nơi à, chứ không có phải chỉ là một cái câu chuyện nào đó chúng ta nghe rất là hiếm hoi. Chúa Giêsu hàng ngày ngài đã thực hiện không biết bao nhiêu phép lạ và cả cuộc đời của ngài là cũng là phép lạ. À, nếu quý vị nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, quý vị thấy khi ngài sinh ra đó thì ngài không có sinh giống như là con người bình thường. Con người bình thường thì có cha có mẹ, còn Chúa thì được sinh ra bởi một nữ đồng trinh. Đó cũng là một phép lạ rồi. Rồi việc mà Chúa Giêsu à, ngài sinh trong chuồng chiên máng cỏ và đọc hết những cái câu chuyện mà các nhà bác học đi tìm Chúa thấy một ngôi sao lạ, rồi ngay cả Hero tìm cách giết Chúa mà cũng không được ừ. và trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu không biết bao nhiêu những điều mà diễn ra trong chính cuộc đời của Ngài và ngay cái sự đóng đinh mà Ngài chịu cũng như sự sống lại mà Chúa Giêsu đã sống lại sau ba ngày nói lên rằng à, Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài là đấng quyền năng và sau khi Chúa Giêsu sống lại không phải Ngài ở một ngày hai ngày nhưng mà bốn mươi ngày ở trên đất này Ngài gặp rất là nhiều người à, Ngài đã uh, tập hợp lại tất cả các môn đồ của ngài tức là những người mà khi mà Chúa Giêsu bị bắt thì họ bỏ họ chạy hết họ sợ quá à. nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại thì đức tin của họ được khơi dậy và bắt đầu họ quyết liệt trên cái con đường à, tin thờ Chúa cho nên tất cả những môn đệ của ngài đều là những người đi ra và rao giảng rao giảng đạo của Chúa và thậm chí họ chấp nhận có sự tử đạo nữa để họ minh chứng về Chúa là Đức Chúa trời thật sự thì thưa với quý vị À, tất cả những điều đó để nói lên rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng sống, là đấng quyền năng và kinh thánh nói rằng trong Ngài có sự sáng và trong Ngài có sự sống. Chính Chúa là đấng sống và chính Ngài là đấng khơi sáng cho nhân loại. Cho đến nỗi à, lịch sử ngày hôm nay phải công nhận Chúa Giêsu là à, cái trung tâm của lịch sử nhân loại. Niên à, lịch của Chúa Giêsu là niên lịch mà người ta được người ta dùng để mà ghi chép về lịch sử à, người ta tính cái năm Chúa Giêsu sinh ra đó là năm thứ nhất và những năm trước phía trước đó thì người ta gọi là những năm trước Chúa à, trước Chúa và những năm mà phía sau khi Chúa Giêsu đã à, giáng sinh thì gọi là những năm sau Chúa như vậy thì quý vị thấy rất rõ là Chúa Giêsu đã trở thành trung tâm của lịch sử nhân loại và ngài đã thay đổi thế giới này tất cả các sự dạy dỗ của ngài thật là khôn sáng. À. Nhưng mà đặc biệt đó là sự sáng đó vẫn còn tiếp tục chiếu cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay Chúa vẫn sống và Chúa vẫn hành động, Chúa vẫn soi sáng và kinh thánh nói rằng là Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, chứ không có nghĩa là Ngài chỉ có những cái bài giảng giảng thuyết thật là hay rồi bỏ mặt để cho con người của chúng ta tự mình để mà chúng ta tu luyện không. Chính Chúa đồng hành với chúng ta và Chúa mời gọi tất cả những người tin theo Chúa là hãy mang ách với Ngài, hãy đồng hành với Ngài, hãy học theo ta. À, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Như vậy thì Chúa là một đấng sống và Ngài mời gọi chúng ta ngay trong lúc chúng ta đứng sống trên trần gian này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ được rất nhiều những cái ơn phước chứ không phải chỉ sau này. Lý do mà chúng ta tin Chúa đó không phải là chỉ được cứu linh hồn mà thôi. Chúa hứa với tôi và quý vị rằng chúng ta sẽ được sự cứu rỗi về linh hồn. Con người của chúng ta có thể xác, có linh hồn Và khi chúng ta chết đi đó Thì linh hồn của chúng ta sẽ được bước vào trong nước của Chúa Và đó là lý do mà chúng ta tin Chúa à, Bởi vì cuộc đời này là tạm bỡ Là chấm qua và thể xác này Nó sẽ tan rửa, sẽ một nát Và Con người của chúng ta sẽ tiếp diễn cuộc sống Bằng cách là chúng ta sẽ được bước vào Trong nước của Ngài Nhưng mà không phải chỉ là Sự cứu rỗi mà Chúa hứa với chúng ta Sau khi chúng ta qua đời Mà chúng ta tin Chúa ngay cả khi mà chúng ta đương còn sống ở trong trần gian này lý do chúng ta tin chúa là bởi vì chính ngài gần gũi với chúng ta hành động dẫn dắt chúng ta và ban phước cho chúng ta bởi vì chúa không phải chỉ hứa với chúng ta những cái lời hứa suông những điều xa vời nhưng mà chúa nói rằng nước thiên đàng ngay ở trong lòng các ngươi hiện tại và ngay trong lúc chúng ta sống ở trong trần gian này thì Chúa vẫn đương sống, Ngài vẫn đương hành động, Ngài vẫn ban phước cho chúng ta, Ngài nghe lời cầu xin của chúng ta, Ngài giải quyết mọi nan đề trong đời sống của chúng ta, Ngài bảo rằng hãy trao hết tất cả mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Và Ngài săn sóc, gìn giữ, bảo vệ, Ngài sai thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh những cái người theo Chúa. Như vậy thì lý do mà chúng ta tin Chúa là bởi vì ngay trên đời này thôi, chúng ta sẽ được rất nhiều những ơn phước và chính những cái ơn phước trong đời này minh chứng rằng chúng ta sẽ được cái phước hạnh ở đời sau à, kinh thánh gọi đó là cái của đặc cọc những cái ơn phước mà chúng ta nhận được ngày hôm nay là cái của đặc cọc để chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ nhận được những cái ơn phước lớn la mà chúa dành cho chúng ta ở trong đức thiền đại cho nên khi quý vị tin chúa quý vị sẽ được cái sự bảo vệ của chúa à, chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong cuộc sống biết bao nhiêu những cái nguy hại biết bao nhiêu những kẻ ác kẻ xấu Biết bao nhiêu cái quyền lực của ma quỷ sẽ làm hại chúng ta. Nếu quý vị tin nhận Chúa thì Ngài là đấng lớn hơn hết. À, Ngài sẽ bảo vệ, gìn giữ và ban phước trên cuộc sống của chúng ta. Và Ngài sẽ nghe tất cả mọi lời cầu xin của chúng ta. Ngày hôm nay nếu khi chúng ta gặp phải những khó khăn, những nguy hiểm trong cuộc sống, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Không phải chỉ vào nhà thờ, nhưng mà bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ bất cứ giờ phút nào quý vị cũng có thể cầu nguyện với Chúa và Chúa sẽ lắng nghe ở trong tích tắc Chúa sẽ bảo vệ Chúa sẽ mở đường Chúa sẽ giải cứu cho chúng ta và kinh thánh cho chúng ta biết rằng hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho và hàng ngày trong cuộc sống người theo Chúa là người mà gõ cửa để Chúa mở cho họ nhiều cái cánh cửa phước hạnh nhiều cái cánh cửa mới mẻ à diệu kỳ ở trong đời sống người đó là những người đi tìm những cái kho báu tìm những cái điều quý trọng hơn những điều tầm thường ở trên trần gian này và người ấy là người sẽ xin cha thiên thượng của mình ban cho mình tất cả mọi cái sự tốt lành bởi vì trong cuộc sống này thưa với quý vị chúa là đáng sống chúa hiện diện với chúng ta và chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống bình an phước hạnh và đặc biệt là sự sống đời đời ở trong đời sau vì vậy cho nên chúng ta nên tin nhận chúa chúng ta nên à, thờ phượng ngài và hậu việc ngài có một số người khi mà đi theo chúa thì nghĩ rằng mình đi theo chúa như vậy thì mình sẽ lỗ hơn khó hơn những cái người đời thường bởi vì cho rằng những người họ sống họ không có đạo họ khỏe quá họ muốn làm gì thì làm thì, gì thì làm họ đi đâu thì đi và họ cũng không sợ bất cứ một cái lệ luật nào cả nhưng mà thưa quý vị không phải khi chúng ta tin nhận chúa thì chúng ta có lợi hơn chúng ta được phước hơn và đó là lý do mà Phaolô đã tin Chúa. Phaolô nói rằng là nếu mà đem so sánh những cái đau khổ à, với những cái ơn phước mà Chúa cho đó thì tất cả những cái đau khổ, những khó khăn ở trên trần gian này không đáng để mà so sánh với cái phước hạnh hậu đến. Cho nên chúng ta những người à, Đứng sống ở trên trần gian này chúng tôi mời gọi quý vị hãy đến với Chúa hãy tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình bởi vì đấy là một cái ơn phước cho chúng ta bởi vì Chúa là tình yêu và Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều gì đó quá sức chúng ta nhưng bởi lòng tin của chúng ta bởi lòng tin và lòng mến của chúng ta thì thưa quý vị Chúa sẽ ban phước cho chúng ta Chúa sẽ cứu rỗi chúng ta Chúa sẽ cho chúng ta được sống đời đời Chúa sẽ nghe mọi lời cầu xin cho chúng ta của chúng ta và Chúa sẽ ban phước cho đời sống chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không tin Ngài? Cho nên tin nhận Chúa là chọn một cái thái độ khôn ngoan. Đó là một thái độ thật là khôn ngoan bởi vì Ngài là cha của chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng yêu thương, là đấng quyền năng và Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trả tất cả mọi cái giá để chúng ta nhận lại những cái ơn phước, những cái điều mà ban cho từ nơi Chúa. Nhưng mà bởi tình yêu của Ngài, bởi ân điển của Ngài nếu chúng ta chỉ tin mà thôi thì chúng ta có thể nhận được vì vậy cho nên chúng tôi mời gọi quý vị hãy tin Chúa để mà Chúa ban phước trên đời sống quý vị nếu quý vị thấy trong lòng mình có đức tin thì xin quý vị có thể nói theo tôi với cái lời cầu nguyện như sau kính lại Chúa con tin ngài con nhận ngài làm Chúa của đời sống con Cầu xin Chúa Giêsu tiếp nhận con làm con của Ngài. Ban phước và cứu rỗi cuộc sống của con. Con xin hứa nguyện rằng con sẽ yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài. Xin Chúa nhận con và xin Chúa ban phước, xin Chúa cứu rỗi cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu quý vị cầu nguyện với những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành bằng đức tin của mình như vậy thì quý vị sẽ được Chúa nhận làm con của Ngài. Như lời của Chúa hứa rằng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Amen.